Hôm nay tại đây là hướng dẫn các em hai trò chơi. Chơi thật chơi thử nhận quà. Chỉ có những người không khéo, không chính xác thì không nhận được quà. Trò chơi này dành cho tất cả bạn trong 14 lớp ra. Nên bây giờ giáo xin những cánh tay của các lớp nào. Sẽ cho xin 14 người nào. Bây giờ sẽ thấy không có lớp nữa thì không? Phải từ mấy người ạ? 1, 2, còn 3. Nào tiếp tục. Là các người nào
Tiếp theo, không. Bắt đầu. Tiếng nhạc, tất cả nhạc không chỉ gạo. Không nói tiếng đây nha. Đúng như đấy. Tạm dừng cho thầy Tuấn. Nào để xem các bạn nam có khéo léo hơn không, để trước khi bạn nam thi đấu thì cho các bạn nam một tràng vỗ tay. Bắt đầu. Rồi, chính xác. Giả tác là vui. Cái phần chơi là cứ chúng là kết quả, được chưa? Nào bắt đầu. Look at the top of his head! Nào bây giờ đại diện của ai nào? Tìm bố thôi.
Đồng ý chúng ta